Bạn có lo ngại nguy cơ lây nhiễm chéo mầm bệnh từ thớt vào thực phẩm hàng ngày, đặc biệt từ lớp mùn xăm nhây nhất bám bẩn trên bề mặt mỗi khi sử dụng? Thất cường lực hai mặt đa năng G-Home, mẫu thất hot nhất năm 2022. Với thiết kế hai mặt đa năng siêu tiện lợi, một mặt nhẵn bóng, một mặt nhám mịn chống trơn chuyên dụng, sạch sẽ vượt trội, không lo lây nhiễm chéo mầm bệnh từ đồ sống sang đồ chín. Không mùn xăm, nấm mốc, hôi tanh, cường lực siêu bền với áp suất nén lên đến 1 tấn, chịu nhiệt độ cao lên đến 1.000 độ C, luôn sáng bóng như mới chỉ với thao tác chùi rửa đơn giản. Hàng chính hãng, nguyên tem nguyên hộp xuất khẩu, miễn phí giao hàng, bảo hành 12 tháng một đổi một trên toàn quốc.